Đại Thiên Thế Giới tập 30. Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp theo những diễn biến của tập trước. Tại Hoa Nham, bên người y trung niên áo đen nhìn về phía cách đó không xa, trên màn hình lớn hiện ra hình ảnh, có chút kinh dị nói, vị tiền bối này hẳn chính là vạn năm trước danh dương chư vực đan thánh Dịch Thiên Trần. Hoa Nham nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua trung niên nhân nói, Tiêu tông chủ là như thế nào nhận ra? Trung niên nhân trầm ngâm một chút, nói, theo tộc ta bên trong mật điển ghi chép, vị này đan thánh đại nhân đã từng có được hai loại văn danh thiên hạ đế viêm, trong đó một cái tên là ngàn diệp tổ đế lửa, hình như lá khô, hóa thành hỏa diễm lúc liền như là gốc cây, ngàn diệp tổ đế lửa, người xưng vĩnh hằng chi hỏa, phàm là có cỏ cây, liền có thể sinh sôi không ngừng, uy lực vô cùng. Nếu không phải nhìn thấy vị tiền bối này trên tay hỏa diễm, Tiêu mỗ thật đúng là nhận không ra. Không sai, chính là vạn năm trước đó lão tiền bối, nghe lão sư nói, khi đó lão tiền bối vừa đạt được ngàn diệp tổ đế lửa, vì chúng vực chú mục, được mời trở thành trung vực đan giới trưởng lão. Lão sư chính là trung vực đan giới đệ tử, dưới cơ duyên xảo hợp nhận qua lão tiền bối chỉ điểm, cuối cùng không biết bởi vì cái gì sự tình, lão tiền bối cùng trung vực đan giới không cùng mà một mình trốn đi, trăm năm sau, tại xâm vực cùng thần bí chí thánh cường giả đại chiến sau vẫn lạc. Hoa Nham khẽ thở dài, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Trung niên nhân trầm mặc nhẹ gật đầu, rõ ràng cũng biết chuyện này, vị tiền bối kia đến cùng là cùng người nào giao chiến. Lúc trước lão tiền bối thực lực bằng vào hai cái đế viêm cùng một con thực lực không thể địch nổi thánh sủng, coi như chí thánh cũng ngăn không được đi. Lý Đạo Nguyên đột nhiên thấp giọng nói. Hoa Nham lắc đầu nói, chí thánh phương diện sự tình không phải là chúng ta có thể lý giải. Vạn năm trôi qua, vị tiền bối kia biến thành thánh vẫn sơn, cũng tại mấy năm trước triệt để tiêu tán, hết thảy đều quy về bụi đất. Lý Đạo Nguyên vừa thốt lên xong, mấy người đều là một trận cảm thán, nhao nhao trầm mặc lại. Tiêu Viêm nhìn chăm chú trên màn hình Dịch lão hình ảnh, so với mình tại huyễn cảnh bên trong thấy, nơi này hình ảnh bên trên càng nhiều hơn, chính là tràn ngập một cỗ duy ngã độc tôn ngạo khí, hoảng hốt ở giữa phảng phất có thể cảm nhận được trong đó, ẩn chứa như lợi kiếm một loại ngập trời khí thế, không giống huyễn cảnh bên trong, trải qua vạn năm năm tháng, sớm đã rửa sạch ngạo khí, chỉ có nhìn thấu thế sự tăng thương. Xem ra lão sư lúc tuổi còn trẻ, cũng từng có kiêu căng bướng bỉnh thời kỳ. Trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, Dịch Thiên Trần bộ dáng dần dần hiển hiện trong đầu. Đi theo Dịch lão tu hành thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm hầu như không cần đi xem đạo hình ảnh, đã có thể đem Dịch lão thân hình hình thái sinh động như thật dùng hỏa diễm mô phỏng ra tới. Ào ào, Tiêu Viêm năm ngón tay liên động, đỏ kim sắc hỏa diễm tại nó trong tay linh hoạt nhảy lên, tại linh hồn lực lượng điều khiển dưới, hình dáng của ngọn lửa dần dần hóa thành một đạo nhân hình. Bàn về điều khiển hỏa diễm kinh nghiệm, Tiêu Viêm tại hạ giới đùa lửa thời gian so những cái này tham gia đan tái luyện đan sư tuổi tác còn rất dài, kinh nghiệm phong phú tự nhiên là không cần phải nói, trưởng khống hỏa diễm bên trong các điểm cân bằng đối Tiêu Viêm đến nói cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao mình đều có thể tìm được hai cái khác biệt đế viêm ở giữa điểm thăng bằng, từ đó dung hợp ra Phật Nộ Hỏa Liên, đối với loại này đơn thuần điều khiển hỏa diễm thực sự là không có chút nào độ khó. Mà lại mô phỏng hình ảnh chính là lão sư của mình, những người dự thi này bên trong chỉ có chính mình được chứng kiến Dịch lão bộ mặt thật, một vòng này đối với Tiêu Viêm hoàn toàn là có được trời ưu ái điều kiện. Đáng ghét, Lê Lâm nhìn xem trong tay không gượng dậy nổi hỏa diễm, sắc mặt âm trầm phẳng phất có thể nhỏ xuống nước đến, lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa Lệ Huyền, cái sau chính không chút kiêng kỵ toàn lực thúc giục lam sắc hỏa diễm, khí thế bàng bạc uy áp từ hỏa diễm bên trên truyền ra, khiến cho nó lân cận một chút luyện đan sư hỏa diễm như là lọt vào trọng kích, uể oải suy sụp, thậm chí một chút nhỏ yếu hỏa diễm trực tiếp dập tắt, mặc cho những người dự thi kia như thế nào thôi động đều không dùng. Khốn nạn, Lê Lâm nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Huyền, tức đến run rẩy cả người, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mỗi một giới đan tái đang tiến hành đến vòng thứ hai lúc, tất cả người dự thi đều sẽ thu hồi hỏa diễm bên trong ẩn chứa uy áp, tránh ảnh hưởng người khác hỏa diễm. Lê Lâm hỏa diễm mặc dù không yếu, nhưng so với Lệ Huyền lam sắc hỏa diễm rõ ràng yếu một bậc. Đối mặt với lam sắc hỏa diễm uy áp, hỏa diễm như là gặp phải thượng vị hung thú, biểu hiện rung động phát run. Chịu ảnh hưởng không chỉ Lê Lâm một người, chung quanh gần hơn 20 cái luyện đan sư hỏa diễm cũng khác nhau trình độ nhận suy yếu, đám người ánh mắt phẫn nộ đều là nhìn về phía Lệ Huyền, cái sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, y nguyên điều khiển chính mình hỏa diễm, ngón tay thật nhanh liên động, một cái hỏa diễm hình người dần dần thành hình. Xa xa Lý Đạo Nguyên mấy người cũng phát giác được điểm này, mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào, đây cũng là vòng thứ 2 tranh tài ẩn tin so đấu, vòng thứ 3 đan tái chỉ có thể có 30 người nhập vây, cho nên vòng thứ 2 đào thải lộ ra cực kỳ trọng yếu, mà mượn nhờ hỏa diễm uy áp khiến cho những người dự thi khác không có chỗ xuống tay, là đào thải tuyển thủ tốt nhất cơ hội. Tên kia hỏa diễm uy lực chỉ sợ so Tiêu Việt còn phải mạnh hơn mấy phần. Định Nhãn quan sát đến Lệ Huyền hỏa diễm, Hoa Nham thấp giọng nói, thanh âm bên trong có vẻ kinh ngạc. Lý Đạo Nguyên mím môi một cái,
Thanh âm trầm giọng nói, có thể có được ngọn lửa này, tuyệt đối không thể nào là một loại nhỏ dòng binh đoàn có thể bồi dưỡng được đến. Gia hỏa này địa vị hẳn là rất đại. Lý Đạo Nguyên ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy Tiêu Việt bọn người nghiêm túc thao túng trong tay hỏa diễm khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía xa xa. Đã thành hình. Lý Đạo Nguyên đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm bên cạnh Dư Cường, sắc mặt khó coi thao túng trong tay yếu ớt hỏa diễm, chật vật mô phỏng lấy hình ảnh dáng vẻ. Toàn bộ hội trường chỉ có Lệ Huyền không chút kiêng kỵ thả ra hỏa diễm uy áp, gia hỏa này khoảng cách Lệ Huyền xa như vậy, làm sao cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lý Đạo Nguyên nhíu nhíu mày, trước đó bởi vì vòng thứ nhất kết thúc, Tiêu Viêm bên cạnh nam tử lọt vào đào thải, chỉ có Dư Cường khoảng cách Tiêu Viêm ở gần nhất, Lý Đạo Nguyên không khỏi đem ánh mắt ném đến trên thân Tiêu Viêm. Đỏ ngọn lửa màu vàng, cảm giác không ra mảy may uy áp, phảng phất chỉ là bình thường nhất hỏa diễm, Tiêu Viêm thuần thục điều khiển dưới, hỏa diễm ngưng kết mà thành hình người càng ngày càng sinh động. Lý Đạo Nguyên khẽ di một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là không có sử dụng linh hồn lực lượng cẩn thận quan sát Tiêu Viêm hỏa diễm, hiện tại chính đến thời khắc mấu chốt, vạn nhất khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện cái gì trong lòng chấn động, thực sự là được không bù mất. Theo đồng hồ các thượng bộ hạt cát càng ngày càng ít, đan tái cũng tiến vào gay cấn giai đoạn, có năng lực điều khiển hỏa diễm người dự thi gần như đều đến cuối cùng một bước, mà trong tay hỏa diễm nhỏ yếu người dự thi cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, khóc không ra nước mắt. Quý Doãn thở phào một hơi, trong tay tràn đầy mồ hôi, linh không thành lần này vận khí coi như không tệ, Phó Hiên cùng Bạch Kiến đều thuận lợi điều khiển hỏa diễm đạt đến cuối cùng một bước, tiếp xuống chỉ cần giao phó hình người tương đương khí thế liền coi như là hoàn thành. Chẳng qua vòng thứ 3 chỉ có thể nhập vây 30 người, Quý Doãn thực sự là không có lòng tin, duy nhất có thể dựa vào giống như chỉ có Tiêu Viêm. Xong rồi, nhìn xem trong tay hỏa diễm hình người cùng trên màn hình Dịch Lão gần như giống nhau như đúc, bởi vì Đế Viêm đặc tính, hỏa diễm hình người mỗi một chỗ khớp nối đều có hỏa diễm linh động lưu động, nhìn qua tràn ngập linh tính, như là đao cụ điêu khắc ra tới. Tiếp xuống, giao phó khí thế. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, lão sư khi còn sống làm có 102 thiên hạ cường giả, dùng phổ thông khí thế rót vào sẽ chỉ có nhục thanh danh của hắn, đã như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm phẳng phất hạ quyết tâm, nhìn về phía ngực, nơi đó chính là uy thế quyết chỗ vị trí phương. Có thể phối hợp thế giới này cường giả đỉnh cao khí thế, cũng chỉ có cùng là cường giả đỉnh cao đấu đế khí thế, tuy nói đấu đế thực lực cũng đại thế giới cực kỳ thấp, nhưng ở đấu khí đại lục ngưng luyện ra tới đế uy, lại không kém chút nào thánh uy, huống chi là càng cao hơn một cấp chấn nhiếp khí tức. Đấu đế ẩn chứa đế uy bệ nghệ thiên hạ, không chút nào kém cỏi hơn đại thế giới thánh uy, lúc trước Tiêu Viêm chẳng qua là đấu đế cấp bậc, xâm nhập xích hỏa viêm lang dưới mặt đất đen giới bên trong, cùng Tiểu Ngạo khi còn sống bản thể biến thành hỏa long gặp phải. Nó trong cơ thể đế uy bộc phát, hấp thu dung hợp hỏa long thánh uy, về sau gặp được xâm vực, thủ hộ giả thương cổ huyền tước cùng Dịch Lão linh hồn lực lượng va chạm, bốn phía ra khí thế tiến một bước cùng Tiêu Viêm, trong cơ thể đế khí tức thế dung hợp, thẳng đến tại huyễn cảnh bên trong cùng mấy thánh thú cấp bậc linh hồn thể lúc đối chiến, đế uy rốt cục xông phá ràng buộc, ngưng kết thành uy thế quyết. Uy thế quyết tuy nói, bởi vì Tiêu Viêm thực lực cùng linh hồn lực lượng chỉ có thể ngăn cản được hoàng đạo cấp bậc cường giả khí thế áp chế, nhưng nó bản thân ẩn chứa khí thế lại là thật sự đế uy, cũng chính là đại thế giới thánh uy. Nếu như đem cỗ này thánh uy rót vào hỏa diễm hình người bên trong, tuyệt đối có thể so với chân chính dịch thiên trần khí thế. Bình thường người dự thi trên cơ bản đều có thể dùng hỏa diễm đem hình ảnh hình dạng mô phỏng ra tới, nhưng một vòng này khó liền khó tại cần vì mô phỏng ra tới hình người rót vào khí thế, làm cho cảm thụ đi lên càng thêm rất thật, thật giống như nhìn thấy chân nhân đồng dạng. Hoa Nham dựa vào trên ghế ngồi, nhìn xem trong chàng hết thảy chậm rãi nói: đám này tiểu oa nhi làm sao có thể cảm nhận được lão tiền bối trước đó thực lực, đến cuối cùng chỉ sợ rót vào đế hoàng hoặc là hoàng đạo khí thế liền đỉnh thiên. Trung niên nhân trầm ngâm nói: cái gọi là rót vào khí thế chính là dùng trong cơ thể bổn nguyên đế khí mô phỏng ra cường giả khí thế, mượn nhờ linh hồn cùng hỏa diễm cao độ phù hợp, làm cỗ này bổn nguyên đế khí tiến vào hỏa diễm, từ đó đạt tới yêu cầu. Lúc kiểm chắc cũng chỉ là dùng linh hồn lực lượng cảm ứng là cường liệt nhất 30 người tiến vào vòng tiếp theo, nhưng những người dự thi này chẳng qua 20 tuổi, làm sao có thể trải nghiệm đạt được cường giả chân chính lực lượng. Tiêu tông chủ đừng nói như vậy. Lý Đạo Nguyên khẽ cười nói, vốn là không muốn cho bọn hắn mô phỏng ra cường giả chân chính lực lượng, mô phỏng ra tới điều kiện cơ bản chính là khí thế của tự thân cùng cường giả khí thế từng có tiếp xúc, thậm chí dung hợp, lấy tuổi của bọn hắn, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Lần trước thể hiện ra thái cổ thánh thú Bích Hỏa Lôi Tê, kia nhưng là chân chính cao giai thánh thú, cuối cùng thu hoạch được thứ nhất người dự thi, cũng chỉ là mô phỏng ra cao giai thiên thú khí thế thôi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa thần sắc trang nghiêm Tiêu Việt, nói khẽ, Tiêu Việt tuyệt đối có thể mô phỏng ra đế đạo cường giả khí thế. Một bên Hoa Nham Văn Ngôn cười cười, trung niên nhân thực lực đã đạt tới đế đạo đỉnh phong cấp độ, Tiêu Việt thân là trung niên nhân nhi tử, tự nhiên đã đem trung niên nhân khí thế dung hợp tiến đến, mô phỏng ra đế đạo khí thế, hẳn là dễ như trở bàn tay. Hô, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi hai mắt nhắm lại, linh hồn lực lượng từ chỗ mi tâm toàn bộ tuôn ra, cầm trong tay hình người hỏa diễm hoàn toàn bao khỏa, sau đó nghiêm túc đi cảm ứng trước ngực uy thế quyết, linh hồn lực lượng bao trùm ở trước ngực, trong thoáng chốc dường như có thể cảm ứng được một đạo sâu hắc động không thấy đáy, trong lỗ đen truyền đến trận trận làm người sợ hãi khí thế. Linh hồn lực lượng thuận lỗ đen tiến vào, trong chốc lát, một cái ám kim sắc chữ lớn đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm trong đầu, chữ lớn phía trên lơ lửng vô tận khí thế loạn lưu, kiểu chữ run rẩy ở giữa, khiến cho không gian chung quanh run run một hồi, phảng phất muốn chấn vỡ thiên địa.
Tiêu Viêm nhỏ yếu linh hồn cảm ứng xuống, một chữ này phảng phất có thể ép đạp vạn cổ thanh thiên, khí thế kinh khủng từ trên đó truyền ra, như là xoắn nát không gian lợi kiếm, khiến người kinh hồn bạt vía. Tiêu Viêm không chút do dự, linh hồn lực lượng hóa thành một đạo quang mang, phi tốc đánh vào ám kim chữ lớn bên trên, chữ lớn run nhẹ nhẹ, tràn ra vô tận khí thế khủng bố, như là như mưa rông gió bão uy áp gần như phá hủy Tiêu Viêm một tia linh hồn. Linh hồn lực lượng dẫn dắt dưới, nháy mắt rót vào trong tay Tiêu Viêm hỏa diễm bên trong, trong chốc lát, chậm chậm khiêu động hỏa diễm đột ngột có một tia quang hoa hiện lên, một tia kinh khủng uy áp chậm rãi hình thành. Lệ Huyền thở một hơi thật dài, trong cơ thể bàng bạc bổn nguyên đế khí điên cuồng lăn lộn, dọc theo đặc thù kinh mạch chậm rãi vận hành, tụ tập ở cầm hỏa diễm trong lòng bàn tay. Dư quang đảo qua to như vậy cái hội trường, Lệ Huyền khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, theo hắn biết, Lý Đạo Nguyên, Hoa Nham, thậm chí Tiêu Việt phụ thân Tiêu Vọng đều là đế đạo cấp bậc cường giả, nói cách khác, là mình mạnh nhất đối thủ Tiêu Việt, khả năng mô phỏng ra tới khí thế tối cao cũng chính là đế đạo cường giả khí thế. Nghĩ tới đây, Lệ Huyền khóe miệng nụ cười càng tăng lên, đã như vậy, vậy mình tại một vòng này lại sẽ không chút huyền niệm thu hoạch được thứ nhất, dù sao, mình có thế nhưng là thiên tôn khí thế. Oanh! Lệ Huyền trong tay bàng bạc bổn nguyên đế khí đột nhiên xông ra, đồng thời trong cơ thể một cỗ khí thế bén nhọn cấp tốc truyền ra, kết hợp lấy hắn bổn nguyên đế khí, điên cuồng rót vào từ lam sắc hỏa diễm mô phỏng ra tới dịch thiên trần trong cơ thể. Cỗ khí thế này xuất hiện trong nháy mắt, mọi người chung quanh trong tay miễn cưỡng thiêu đốt hỏa diễm, như là gặp được gió bão tập kích một loại nhao nhao dập tắt, liền nơi xa một ít người dự thi đã mô phỏng thành công hỏa diễm, cũng đột ngột tiêu tán. Lệ Huyền thấy này chỉ là nhẹ cười một tiếng, không còn đi quản những người dự thi kia âm trầm xuống mặt. Đây là thiên tôn cường giả khí thế. Trên ghế trọng tài một đám cường giả cảm nhận được cái này, đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, sắc mặt đều là hơi đổi, Lý Đạo Nguyên cho mày, đột nhiên lạnh cười một tiếng nói, rốt cuộc biết cái vật nhỏ này là ai, đã họ Lệ, lại có thiên tôn cường giả khí thế, 89/10 chính là Dòng Binh Liên Minh Tam Minh Chủ, Lệ Huyền Phong loại. Lệ Huyền Phong, là năm đó cùng ngươi có khúc mắc lão già kia. Hoa Nham Văn Muôn cao mày nói, thấy Lý Đạo Nguyên mặt âm trầm nhẹ gật đầu, Hoa Nham không khỏi thở một hơi thật dài, trách không được Lệ Huyền sẽ đến tham gia Linh Thiên Phủ đan tái, rất có thể chính là Lệ Huyền Phong thụ ý. Thiên tôn cường giả khí thế, Tiêu Việt bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lý Đạo Nguyên mặt âm trầm, nắm đấm mạnh mẽ nện ở trước mặt trên thủy tinh đài, cứng rắn thủy tinh đài đều bởi vậy xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Một vòng này quyết định không là cái gì, vòng thứ ba luyện đan mới là màn quan trọng. Hoa Nham khổ cười một tiếng, an ủi Lý Đạo Nguyên, đồng thời cũng an ủi chính mình. Lệ Huyền đem thiên tôn cường giả khí thế phóng xuất ra về sau, nhìn trên đài một chút cảm giác lực cường đại cường giả lập tức có cảm ứng, không khỏi là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lệ Huyền, chấn sợ nói không ra lời. Trong tràng, Tiêu Việt nhìn về phía Lệ Huyền phương hướng, bình thản trong thần sắc cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, gia hỏa này thả ra khí thế cường đại đều ảnh hưởng đến mình nơi này, không ít cấp thấp hỏa diễm thiêu đốt đã có chút run rẩy. Nhìn thoáng qua mình hỏa diễm, Tiêu Việt hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực lượng chấn động, đã là đem Lệ Huyền mang tới ảnh hưởng hoàn toàn tiêu tán. Cắn răng, Tiêu Việt đem tâm cảnh một lần nữa quy về bình ổn, cẩn thận nghiêm túc chuyên chú vào mình sự tình. Toàn thân tâm khống chế thánh uy, tiến vào đế viêm bên trong Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có bị ảnh hưởng đến, nhận thiên tôn khí thế xung kích, đế viêm liền một tia run rẩy cũng không có, mà thánh uy rót vào dưới, từ đế viêm mô phỏng ra tới dịch thiên trần càng thêm sinh linh hiện ra như thật, nhìn một cái, liền như là đối mặt một cái chân chính chí thánh cường giả, mặc dù như thế, Tiêu Viêm thuần thục khống chế dưới, vẫn không có một tia thánh uy tràn ra. Mọi người bị Lệ Huyền hấp dẫn lực chú ý lúc, Tiêu Viêm rốt cục đem hao phí tâm thần quá trình thuận lợi hoàn thành. Tí tách, nương theo lấy giọt cuối cùng hạt cát rớt xuống, vòng thứ hai tranh tài, Lý Đạo Nguyên thanh âm hùng hồn dưới, cuối cùng kết thúc, thời gian đến một nháy mắt, có một chút người trầm tĩnh lại nhẹ nhõm, càng nhiều thì là mặt mũi tràn đầy xanh xám người dự thi. Thời gian đến, kéo dài thanh âm vang vọng tại lớn như vậy hội trường, đồng thời canh giữ ở hội trường lân cận gần trăm tên thân, mang thống nhất bảo phục nhân viên công tác cùng đi hướng. Trong tràng, mỗi người tay cầm một viên màu xanh sẫm thủy tinh châu, đi hướng các người dự thi trước mặt. Ta đã thành công hoàn thành. Đều là tên kia, không biết làm cái gì đem ta hỏa diễm dập tắt. Đột nhiên một cái có chút khàn giọng tiếng giống vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nam tử trừng mắt cách đó không xa Lệ Huyền, đối bên người nhân viên công tác khàn giọng miệt phế gầm rú nói, bởi vì quá độ tức giận, thanh niên thanh âm đều có chút run rẩy. Khoảng cách thành công chỉ có khoảng cách nửa bước lúc, vốn là suy nhược hỏa diễm bị Lệ Huyền đột nhiên bạo phát đi ra thiên tôn, khí thế mãnh liệt xông lên, hỏa diễm triệt để dập tắt, lớn như thế đả kích khiến cho thanh niên nhịn không được đối nhân viên công tác giận giống lên. Thanh niên trước người nhân viên công tác lạnh lùng nhìn cái trước một chút, khí thế mãnh liệt khiến cho thanh niên khẽ giật mình, lập tức bình tĩnh lại, lập tức mồ hôi đầm đìa, vội vàng cúi đầu không dám nói nữa. Bại chính là bại, không có lý do gì, chỉ có thể trách ngươi thực lực không đủ. Nhân viên công tác âm thanh lạnh lùng nói, sau đó là một cái thủ hiệu mời, quay người đi hướng một cái khác người dự thi trước mặt. Tiêu Viêm trước mặt nhân viên công tác là một cái lão giả râu bạc trắng, nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm sinh động như thật hình người hỏa diễm, không khỏi hơi kinh hãi, tại mình vừa nhìn thấy thứ này thời điểm, thế mà mơ hồ trong đó từ nội tâm cảm thấy một trận lãnh ý. Lắc đầu, lão giả xuất ra thủy tinh cầu nhắm ngay Tiêu Viêm hỏa diễm, thủy tinh cầu bên trên đột nhiên thông suốt, đã là đem trong tay Tiêu Viêm mô phỏng hình người hỏa diễm, hoàn chỉnh thác ấn đến trong đó, bao quát trong đó ẩn chứa khí thế.
nhìn xem ủ rũ rời sân hơn 100 người, trên đài đám người có reo hò, có phát ra thật sâu thở dài, tự nhiên cũng có được không ít lĩnh đội đang chửi mắng Lệ Huyền. Khốn nạn! Sử Thận một tay lấy cái ly trong tay bóp vì mảnh vỡ, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Vòng thứ nhất, 5 tên đội viên vậy mà ra ngoài ý định đào thải 2 tên. Một vòng này, một người bởi vì tới gần Lệ Huyền, hỏa diễm trực tiếp thúc không phát ra được. Tại thời khắc cuối cùng, bởi vì Lệ Huyền bộc phát ra thiên tôn khí thế, lại có một người thật vất vả mô phỏng ra tới hỏa diễm nháy mắt chôn vùi. Nhìn thấy hai tên đệ tử đắc ý nhất mặt mày ủ rũ đi ra đấu trường, Sử Thận gần như tức ngất đi. Linh không thành rác rưởi thành thị, ba người thế mà đều thành công. Sử Thận đỏ mắt nhìn xem trong chàng Tiêu Viêm, Phó Hiên cùng Bạch Kiến ba người, hô hấp đều có chút gấp rút, trên cổ nổi gân xanh, hận không thể đem Lệ Huyền giết chết lấy giải mối hận trong lòng. Ba tên tiểu gia hỏa, thật sự là không chịu thua kém. Nhìn thấy ba người mô phỏng ra hình người hỏa diễm, đều bị nhân viên công tác thác ấn đi, Quý Doãn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ngay sau đó tâm thần lần nữa cao độ tập trung lại, hiện tại còn không phải trầm tĩnh lại thời điểm, chỉ có trải qua kiểm tra đo lường 30 người mới có tư cách tiến vào vòng thứ 3, hiện tại còn có hơn 150 người, chờ một lát kiểm tra đo lường mới là nghiêm khắc nhất. Lê Lâm, Dư Cường, còn có Bắc An thành dị cảnh linh hồn luyện đan sư thế mà đều không thể thành công, thật sự là đáng tiếc. Hoa Nham nhìn xem trước mặt trên thủy tinh đài không ngừng tiêu tán người dự thi ấn ký, tiếc nuối nói: "Hiện tại nhìn những cái kia không có tác dụng gì, đừng nhìn hiện tại Linh Thiên thành 5 người dự thi đều thành công bị thác ấn, chờ thêm kiểm tra đo lường, tối thiểu muốn đào thải một người, mà lại không biết đối đầu tên kia có hay không phần thắng." Lý Đạo Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy tay áo vung lên, phía trước gần 100 tên nhân viên công tác thủy tinh cầu trong tay toàn bộ lăng không mà lên, Lý Đạo Nguyên khống chế hạ cấp tốc tụ tập lại một chỗ. Lý Đạo Nguyên linh hồn lực lượng khổng lồ đảo qua gần 100 cái thủy tinh cầu lúc, Hoa Nham tay áo cũng là vung lên, một cái cao cỡ một người trang bị đã là xuất hiện ở giữa sân bãi. Thác ấn thủy tinh cầu tổng cộng 149 cái, cũng chính là một vòng này kiểm tra đo lường muốn đào thải 119 người, chúng ta sẽ đem những thủy tinh cầu đầu nhập giữa sân trang bị bên trong, trang bị sẽ căn cứ thác ấn ở trong đó hình người hỏa diễm vốn có khí thế, chất lượng các phương diện tổng hợp đánh giá, sau cùng đạt được sẽ biểu hiện ở một bên trên màn hình lớn. Thừa dịp khoảng thời gian này, chư vị người dự thi cũng có thể nghỉ ngơi, lấy nghênh đón vòng tiếp theo luyện đan tranh tài. Lý Đạo Nguyên thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đứng tại giữa sân, hơn 100 cái thủy tinh cầu tại cái chức điều khiển hạ, cũng cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Theo Lý Đạo Nguyên một chỉ, một thủy tinh cầu cấp tốc từ phía trước trang bị bên trong bay vào, trang bị quang hoa chớp động ở giữa, cách đó không xa trên màn hình lớn cấp tốc xuất hiện một người dự thi ảnh chân dung, đồng thời một chuỗi số liệu cũng là theo sát lấy ra tới. Hạ Hoàn, 76 phân. Số liệu sau khi xuất hiện, Tiêu Viêm chính là nghe được sau người truyền đến một tiếng thở dài khí thanh âm, nhìn trên đài đám người thấy này cũng không có cái gì kịch liệt biểu hiện, dựa theo giới chức lệ cũ, 76 phân thành tích căn bản không đủ để nhập vây vòng thứ 3 tranh tài, lại càng không cần phải nói yêu nghiệt càng nhiều lần này. Lý Đạo Nguyên ánh mắt chỉ là đảo qua một chút màn hình lớn, không nói câu nào, tiếp tục thao túng thủy tinh cầu tiến vào trang bị bên trong. Phó Hiên, 78 phân. Nhìn thấy số liệu này, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, Phó Hiên một mặt ảm đạm ngồi xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt đã là đi qua hơn 30 người, tối cao phân chẳng qua là 85 phân, khiến nguyên bản hào hứng cao người xem đều có một chút phiền chán, chậm chạp không nhìn thấy điểm cao xuất hiện, Lý Đạo Nguyên cũng có hơi khẽ cao mày, lại sẽ một viên thủy tinh cầu để vào, quang hoa vụt sáng ở giữa, trên màn hình lớn hiện ra Lệ Huyền ảnh chân dung, ngay sau đó, một chuỗi mọi người rung động số lượng cấp tốc xuất hiện. Lệ Huyền, 99 phân. Nhìn thấy cái số này, tất cả mọi người là vô ý thức hít một hơi hơi lạnh, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, trong sân Lệ Huyền đã là cười lên ha ha, ngay sau đó, nhìn trên đài thuộc về Linh Thiên Thành, dòng binh đoàn một chỗ khu vực lập tức truyền đến như bài sơn đảo hải âm thanh ủng hộ. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ đệ nhất. Cho đám kia mắt cao hơn đầu luyện đan sư nhìn xem chúng ta dòng binh đoàn thực lực, đáng chết. Lý Đạo Nguyên ánh mắt mịt mờ đảo qua dòng binh đoàn chỗ khu vực, khi thấy ngồi uống trong đám hai người trung niên, thần sắc không khỏi hơi đổi, hai người trung niên lực lượng thế mà không chút nào kém cỏi hơn hắn. Lệ Huyền Phong thật sự là thủ bút thật lớn, phái ra loại cường giả cấp bậc này bảo hộ cháu của hắn. Cắn răng, Lý Đạo Nguyên vung tay lên, lại là một viên thủy tinh cầu tiến vào trước mặt trang bị bên trong. 99 phân, gọi Lệ Huyền đạt được gia hỏa, quả thật là thiên tài. Hoa Nham vỗ vỗ đầu có chút đau đầu nói, lần trước thứ nhất tại một vòng này chẳng qua là 92 phân, gia hỏa này thế mà tiếp cận phần trăm. Tiêu Việt, 95 phân. Nhìn thấy Tiêu Việt điểm số xuất hiện, Lý Đạo Nguyên thở dài, Tiêu Việt biểu hiện đã là vô cùng tốt, 95 phân thậm chí có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế nhưng là Lệ Huyền so Tiêu Việt mạnh quá nhiều. Tiêu Việt nhìn thấy thành tích của mình, mím môi một cái không nói gì, chỉ là trong mắt không chịu thua đấu chí càng ngày càng mạnh. Có hai người này thành tích, những người còn lại tuy nói cũng có một chút 90 điểm trở lên, nhưng rốt cuộc dẫn không dậy nổi đám người hứng thú. Chu Cốc Khiên thành tích vì 92 người, thả tại lần trước thế nhưng là thứ nhất điểm số, ở đây lại có vẻ không đáng chú ý. Bạch Kiến điểm số 83 phân, tuy nói không cao, nhưng cũng là đánh vỡ kỳ trước Linh không thành người dự thi ghi chép. Nhìn một chút còn sót lại 3 cái thủy tinh cầu, Lý Đạo Nguyên hô thở ra một hơi, cho đến bây giờ còn không có thấy Tiêu Viêm thành tích, không biết thần bí gia hỏa sẽ cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ đến, Lý Đạo Nguyên tùy ý một chỉ, một viên thủy tinh cầu lần nữa bay vào trang bị bên trong, theo quang hoa lấp lóe, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện Tiêu Viêm ảnh chân dung.
Tiêu Viêm. Oanh. Tiêu Viêm danh tự mới xuất hiện trên màn hình lớn, Lý Đạo Nguyên trước mặt trang bị đột nhiên chấn động, sau đó mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, trang bị ầm vang nổ tung. Tiếng nổ lớn vang lên đồng thời, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng đem Linh Thiên Thành Dòng binh đoàn đắc ý giống lên một tiếng che giấu, Lệ Huyền tiếng cuồng tiếu cũng là im bặt mà dừng. Bạo tạc, chuyện gì xảy ra? Trang bị vậy mà lại bạo tạc? Đợi bạo tạc dư âm thanh tán đi, khán đài lập tức bộc phát ra thanh âm huyên náo, trong lúc nhất thời các loại thanh âm líu ríu xông vào hội trường, Lý Đạo Nguyên lại như là không nghe thấy, nhìn qua trước mặt bã vụn cũng không khỏi có chút ngốc si. Cua cua tay áo, đem trước mặt sương mù xua tan, Lý Đạo Nguyên tiến lên mấy bước, nhìn xem một mảnh cháy đen mặt đất rơi vào trầm tư. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Hoa Nham cùng cái khác phán định xuất hiện sau lưng Lý Đạo Nguyên, nhìn thoáng qua trên màn hình lớn ảnh chân dung Tiêu Viêm, ảnh chân dung đằng sau không có bất kỳ cái gì số liệu, Hoa Nham vội vàng nhìn về phía Lý Đạo Nguyên. Lý Đạo Nguyên lắc đầu, chậm rãi lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía một đám thần sắc ngạc nhiên trưởng lão, nặng nề nói, ta chủ trì mười giới đan tái, còn chưa gặp gỡ như thế việc lạ. Chẳng qua duy nhất có thể xác định, Tiêu Viêm thành tích tuyệt đối tại Lệ Huyền phía trên. Lý Đạo Nguyên thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia thanh âm rung động, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là hưng phấn. Đài này trang bị, tối cao chia làm 100, vượt qua điểm số, ta trước đó cũng không biết sẽ như thế nào, hoặc là nói, liền không có nghĩ qua loại này cấp bậc đan tái khả năng có người vượt qua điểm số, hiện tại xem ra, vượt qua phần trăm, trang bị liền sẽ bạo tạc. Cúi người nhặt lên một viên cặn bã, Lý Đạo Nguyên trầm giọng nói. Là như thế này, Hoa Nham Văn Ngôn không khỏi vui mừng nhướng mày, sau đó vẫn là tiếc nuối thở dài một hơi, có thể giết một giết Lệ Huyền khí thế tuy nói đại khoái nhân tâm, nhưng người này thế mà không phải Linh Thiên Thành luyện đan sư, nhớ tới tâm tình cũng là thật sự là ngũ vị tạp trần. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trang bị bạo tạc, trên màn hình lớn lại không có biểu hiện Tiêu Viêm số liệu, nghĩ đến sẽ có một chút người coi đây là lấy cớ. Lý Đạo Nguyên nhìn Hoa Nham một chút, trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên biết rõ, sau đó nhìn thoáng qua không xa màn hình lớn, hơi thở ra một hơi hướng về bốn phương chắp tay nói, chư vị cũng đều nhìn thấy, chính là tên là Tiêu Viêm người dự thi thác ấn thủy tinh cầu trở ra, trang bị tiếp nhận không được trong đó hỏa diễm bên trong khí thế mới có thể bạo tạc, cho nên Tiêu Viêm thành tích tuyệt đối cao hơn Lệ Huyền, điểm này chư vị hẳn không có nghi vấn đi. Thanh âm hùng hồn vang vọng toàn trường, quanh quẩn tại mỗi một cái bên tai, giống như cuồn cuộn mà đến oanh lôi vang vọng. Ta có nghi vấn. Lý Đạo Nguyên trong lòng âm thầm hơi thở lúc, thuộc về Linh Thiên Thành Dòng binh đoàn một chỗ phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang, đón lấy, lúc trước bị Lý Đạo Nguyên chú ý tới hai người trung niên bên trong một cái chậm rãi đứng dậy. Các hạ có nghi vấn gì? Thấy là Linh Thiên Thành Dòng binh đoàn người, Lý Đạo Nguyên trong lòng lạnh cười một tiếng, bọn gia hỏa này quả nhiên không giữ được bình tĩnh, không chịu nhận Lệ Huyền ván này không có đạt được thứ nhất hiện thực. Trung niên nhân hướng phía Lý Đạo Nguyên chắp tay, hắng giọng một cái, tiếng như oanh lôi nói, không nghĩ tới Lý hội trưởng thân là đan tái tài phán trưởng, cũng sẽ làm nhận không ra người hoạt động. Lý Đạo Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nói rõ ràng, lão phu như thế nào làm nhận không ra người hoạt động. Trung niên nhân cười ha ha một tiếng nói, đây không phải rõ ràng sao, trước đó Lệ Huyền điểm số tối cao, các ngươi kia cái gì thiên tài tiêu việt cũng chỉ thường thôi, đến cuối cùng các ngươi thấy không ai có thể áp chế Lệ Huyền, đúng lúc này tự biên tự diễn một màn kịch, cố ý đem trang bị hủy hoại, lại nói cái gì, bởi vì điểm số quá cao mà bạo tạc chuyện ma quỷ đến che đậy đám người, có phải là Lý hội trưởng? Trung niên nhân vừa dứt lời, bên cạnh mấy trăm tên dòng binh đoàn viên đều là lớn tiếng hô ứng, thậm chí có một chút người kêu gọi lấy Lý Đạo Nguyên danh tự, mắng to có nội tình. Ồn ào. Lý Đạo Nguyên lạnh lùng nhìn về phía vị trí Linh Thiên, dòng binh đoàn sắc mặt âm trầm hét lớn một tiếng, sau đó đám người phảng phất nghe được không căn cứ vang lên một trận kinh lôi, ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy gần trăm tên Linh Thiên dòng binh đoàn viên ôm đầu đau khổ kêu lên. Trung niên nhân nhìn thấy chung quanh đoàn viên đều là mặt mũi tràn đầy đau khổ ngã trên mặt đất, lập tức thần sắc âm trầm tức giận nói, Lý Đạo Nguyên, ngươi đây là ý gì? Sau đó lạnh cười một tiếng nói, chẳng lẽ thẹn quá hóa giận hay sao? Lý Đạo Nguyên Văn Ngôn hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, yên tâm, bọn hắn chết không được, lão phu chỉ là hơi làm thủ đoạn trừng trị bọn hắn một chút, những người này không biết tôn ti, dám can đảm gọi thẳng lão phu danh tự, không có giết chết bọn hắn đã coi như là lão phu nhân từ. Nghe Lý Đạo Nguyên, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Về phần ngươi nói thẹn quá hóa giận, lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, sao là thẹn quá hóa giận nói chuyện, Lệ Huyền tài nghệ không bằng người, người sáng suốt xem xét liền biết, ngươi ở chỗ này đổi trắng thay đen, lại là dụng ý gì? Nghe được Lý Đạo Nguyên hùng hổ dọa người, trung niên nhân cắn răng nói, lấy ngươi linh hồn lực lượng, hẳn phải biết Lệ Huyền rót vào hỏa diễm bên trong khí thế chính là thiên tôn khí thế, ta cũng không tin, gọi Tiêu Viêm tiểu tử dùng cái gì có thể siêu việt Lệ Huyền. Lý Đạo Nguyên nhíu nhíu mày, trầm ngâm lúc, Tiêu Viêm đã là đi lên trước, đứng ở sau lưng mọi người nói, Lý hội trưởng, tiểu tử có mấy câu muốn cùng vị tiền bối này nói, mong rằng đáp ứng. Lý Đạo Nguyên Văn Ngôn do dự một chút, khi thấy Tiêu Viêm một mặt bình thản biểu lộ lúc Phương Tài nhẹ gật đầu, trong lòng hắn cũng đối Tiêu Viêm có thể thắng được Lệ Huyền cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hiện tại để Tiêu Viêm đến giải đáp có lẽ càng tốt hơn. Tiêu Viêm thở sâu thở ra một hơi, tình huống hiện tại đã không cho phép mình lại che giấu, vạn nhất mâu thuẫn tiếp tục gia tăng xuống dưới, không biết muốn làm thế nào mới có thể xếp trừ đám người lo nghĩ, còn không bằng thừa dịp bây giờ nói rõ ràng. Đối mặt với gần vạn người, Tiêu Viêm không chút nào luống cuống,
Đối trung niên nhân chắp tay, thanh âm to nói, chẳng lẽ tiền bối không biết, thiên tôn phía trên còn có chí thánh sao? Bằng vào chí thánh khí thế, vô luận như thế nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép thiên tôn đi. Chí thánh. Vừa nói đến, lập tức toàn bộ trong hội trường gây nên sóng to gió lớn, vô số đạo ánh mắt khó mà tin nổi nháy mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Bây giờ thời đại này, chí thánh cường giả gần như không còn xuất thế, liền Lý Đạo Nguyên, Hoa Nham loại thực lực này cường giả đều chưa từng thấy qua chí thánh. Qua nhiều năm như vậy, chí thánh đại đa số người trong lòng trở thành biểu tượng tồn tại. Ăn nói linh tinh, ngươi một cái nho nhỏ đế linh, làm sao có thể có được chí thánh khí thế? Trung niên nhân Từ Ban Sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không khỏi lửa giận xông thiên đạo. Tiêu Viêm Văn Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua đồng dạng khiếp sợ Lý Đạo Nguyên, ánh mắt nhìn chằm chằm trung niên nhân nói, ta nghĩ Tiêu Viêm cái tên này, đông đảo lĩnh đội hẳn là có ấn tượng đi, 8 tuổi dị cảnh linh hồn luyện đan sư. Thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ giới đấu đế tấn thăng mà đến, tại đại thế giới đã có 8 năm, đây chính là nguyên nhân. Mà lại, tại hạ linh hồn đã đạt tới dị cảnh, tự nhiên là trải qua 3 bước chuyển hồn thành công, Lý hội trưởng đã từng nói, 3 bước chuyển hồn gần như thuộc về trong truyền thuyết phương pháp, nếu như không phải là bởi vì tại hạ gặp được một vị chí thánh cường giả, làm sao có thể chuyển hóa thành công. Lưu loát một lời nói ra, khiến cho tất cả mọi người là sững sờ, mà sau này đầu tiên là Lý Đạo Nguyên mấy người phản ứng lại, thuận Tiêu Viêm mạch suy nghĩ tưởng tượng, vấn đề này liền rất dễ giải quyết, chí thánh khí thế, tự nhiên là lúc kia dung hợp tiến trong cơ thể. Đông đảo lĩnh đội Văn Ngôn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lên tiếng kinh hô, trách không được gia hỏa này 8 tuổi liền đã như thế xuất chúng, trước đó bọn hắn cũng suy đoán qua Tiêu Viêm là hạ giới đấu đế tấn thăng, chỉ là không dám tưởng tượng 3 bước chuyển hồn thành công, hôm nay nghe được Tiêu Viêm chính miệng thừa nhận, đám người cũng là toàn bộ minh bạch. Trung niên nhân Văn Ngôn há to miệng không biết nói cái gì, Tiêu Viêm tin tức hắn cũng đã gặp, lúc trước còn kinh dị gia hỏa này thiên phú vậy mà như thế xuất chúng, không nghĩ tới thế mà là hạ giới đấu đế tấn thăng, mà lại 3 bước chuyển hồn tuy nói đã là truyền thuyết, tại luyện đan sư quần thể bên trong có chút lưu truyền, nếu như là chân chính chí thánh ra tay, hoàn toàn chính xác có khả năng thành công. Tốt, hạ thúc, ngươi ngồi xuống đi, vòng này là ta thua. Trung niên nhân moi ruột gan muốn nói gì lúc, phía sau Lệ Huyền đứng dậy thanh âm trong sáng nói, có bậc thang. Trung niên nhân vội vàng hô thở ra một hơi, đối Lý Đạo Nguyên miễn cưỡng cười chắp tay lập tức ngồi xuống. Lợi hại, quả nhiên không phụ 3 bước chuyển hồn thanh danh, từ giờ trở đi, ngươi cùng Tiêu Việt đồng dạng, có thể làm ta đối thủ. Ngươi mặc dù thắng một vòng này, chẳng qua luyện đan khâu, ta tuyệt đối sẽ để hai người các ngươi thấy cái gì gọi chênh lệch. Lạnh cười một tiếng, Lệ Huyền ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm cùng cách đó không xa Tiêu Việt một chút, cười ha ha một tiếng ngồi xuống. Nghe được Lệ Huyền nói, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Việt, sắc mặt người sau không thay đổi, chỉ có trong mắt thiêu đốt càng ngày càng cực nóng đấu chí hỏa diễm. Chất vấn phong ba rốt cuộc bình tĩnh lại, Lý Đạo Nguyên mấy người cũng là thở dài một hơi, xuất ra dự bị trang bị đem cuối cùng 2 cái thủy tinh cầu hoàn tất thi kiểm tra, về sau, nhập vây 30 người danh sách rất nhanh có kết quả. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 đào thải 8 tên dị cảnh linh hồn người dự thi, 30 người trong đội ngũ, trừ 25 tên dị cảnh linh hồn, chính là 5 tên thật đế cảnh linh hồn người dự thi, không ngoài dự đoán, Phó Hiên cùng Bạch Thiến tại kiểm tra đo lường bên trong đều là bị đào thải. Tiêu Viêm, dựa vào ngươi. Phó Hiên cùng Bạch Thiến đi đến Tiêu Viêm bên người, cười khổ nói, hai người bọn họ đều là linh không thành thiên tài, nhưng lại tới đây mới phát hiện, bọn hắn gọi là thiên tài danh hiệu thực sự là làm cho người ta bật cười. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người có chút cô đơn, không khỏi cười nói, có cái gì tốt nhụt chí, lấy hai người các ngươi biểu hiện, đều không đến mức để linh không thành thu hoạch được thứ nhất đếm ngược, đây cũng là tiến bộ rất lớn đi. Hai người Văn Ngôn, lúng túng cười một tiếng, Bạch Thiến liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, há to miệng không nói gì, cùng Phó Hiên quay người hướng về bên ngoài sân đi đến. Hiện tại ta đến tuyên bố 30 người danh sách, không có niệm đến tuyển thủ liền tự động rời sân. Lý Đạo Nguyên nhìn về phía màn hình lớn cất cao giọng nói, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn, 30 người không thể nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh, trận đấu này tuyệt đối so với lần trước đặc sắc vạn phần. Tiêu Viêm, Lệ Huyền, Tiêu Việt, Chu Cốc Thiên, Liễu Doanh. Theo Lý Đạo Nguyên mỗi đọc lên một cái tên, nhìn trên đài liền truyền đến một trận thưa thớt tiếng hoan hô, càng nhiều thì là những cái kia lọt vào đào thải tuyển thủ thở dài âm thanh. Phù Thanh, Quan Kỳ Anh, 30 người chính là tham gia vòng thứ 3 tuyển thủ. Đem 30 người danh sách nói xong, Lý Đạo Nguyên nhìn về phía đám người Tiêu Viêm nói, các ngươi nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, về sau bắt đầu vòng thứ 3. Hừ, còn muốn cái gì nghỉ ngơi? Lệ Huyền hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám công nhiên làm trái lại, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm một chút, trong tiềm thức, gia hỏa này cho uy hiếp của hắn đã vượt qua Tiêu Viện. Lạnh cười một tiếng, Lệ Huyền lập tức đi hướng Linh Thiên Thành Dòng binh đoàn vị trí, nửa canh giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó định nhãn để đám người kia biết cái gì gọi là bất lực. Những người khác tản ra, Lý Đạo Nguyên đem Tiêu Viêm cùng Tiêu Việt hai người đi qua, thở dài một hơi, Lý Đạo Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm cười nói, ngươi cái tên này, thật xinh đẹp, tuy nói một vòng này xếp hạng đại biểu không là cái gì, nhưng có thể giết giết Lệ Huyền nhuệ khí cũng là đại khoái nhân tâm. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiêu Việt, ngưng tiếng nói, Tiêu Việt, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Tiêu Viêm là hạ giới đấu đế tấn thăng, 3 bước chuyển hồn càng là có chút huyền diệu, có bực này thành tựu cũng có thể lý giải, các ngươi hiện tại muốn làm, chính là suy nghĩ thật kỹ vòng thứ 3 luyện đan nên làm cái gì. Tiêu Việt Văn Ngôn khẽ mỉm cười nói, lão sư ngài lo ngại, học sinh liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, ta bây giờ muốn, chính là vòng thứ 3 tranh tài sự tình.
Tiêu Việt quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ cười nói, chẳng qua Tiêu Viêm huynh đệ thực lực thật là làm ta lấy làm kinh hãi, thế mà có thể làm trang bị phá trần, ta thật sự là từ đáy lòng kính nể, tuy nói ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy dòng binh đoàn những người kia ăn ỉu xíu vẫn là vô cùng đại khoái nhân tâm. Tiêu Việt xuất phát từ nội tâm lời nói, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến cười cười, trước lúc này, hắn cũng không có nghĩ đến chí thánh, cường giả khí thế thế mà lại để trang bị bạo tạc. Lý Đạo Nguyên cũng cười cười, sau đó trầm mặc một chút, thấp giọng nói, hai người các ngươi đối thủ chủ yếu chính là Lệ Huyền, những người khác đối các ngươi hẳn không có uy hết. Ghi nhớ, đến lúc đó hoàn thành luyện đan, đem đan dược giao cho nhân viên công tác sau liền lập tức tiến vào đằng sau ta đại điện bên trong, không muốn kéo dài. Nghe được Lý Đạo Nguyên trầm thấp lời nói, Tiêu Viêm hai người tất cả giật mình, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, Lý Đạo Nguyên vừa khổ cười nói, các ngươi lần này người dự thi quá mức xuất sắc, mà hai người các ngươi còn có Lệ Huyền càng là trong đó người nổi bật, cho nên đến lúc đó sợ rằng sẽ xuất hiện đặc biệt sự tình. Cái gì? Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến trước đó Bạch Kiến cho mình căn dặn, nói luyện đan sau khi hoàn thành cẩn thận dị thường tình huống. Tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị vòng thứ 3 tranh tài, cái gì khác cũng không cần nghĩ, coi như đã xảy ra chuyện gì cũng có chúng ta đỉnh lấy. Lý Đạo Nguyên cười ha ha, cô cua tay áo trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Viêm hai người trừng trong mắt không biết vì sao. Ngươi cho rằng loại chuyện đó sẽ phát sinh? Lý Đạo Nguyên trở lại ghế trọng tài vị bên trên, một bên Hoa Nham đột nhiên lên tiếng nói, Lý Đạo Nguyên hai mắt có chút ngưng lại, lắc đầu trầm giọng nói, không biết, chẳng qua cũng có khả năng, ngươi cũng trông thấy đi, Lệ Huyền Phong lão già kia thậm chí cho Lệ Huyền phái hai cái đế đạo cao thủ, tuy nói khả năng cũng có đề phòng ý của chúng ta, nhưng loại thực lực này hộ vệ, nói không phải dự phòng loại sự tình này không ai sẽ tin đi. Hoa Nham hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Linh Thiên Thành dòng binh đoàn vị trí gật đầu nói, không sai, kia hai cá nhân thực lực không kém gì chúng ta, bất quá chúng ta cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tiêu tông chủ, Chu lão gia tử, còn có mười mấy tên trưởng lão, hẳn là có thể bảo hộ tất cả tuyển thủ dự thi an toàn. Không chỉ chừng này, Lý Đạo Nguyên văn ngôn khẽ cười nói, nếu là loại chuyện đó thật phát sinh, ngươi cho rằng Linh Thiên phủ chủ đại nhân sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Mà lại một lần kia loại sự tình này phát sinh lúc, lão sư ngay tại đột phá biên giới, không có ra tay, hiện tại lão sư đoán chừng cũng nhìn chằm chằm nơi này, có hai người bọn họ, thì sợ gì ngoài ý muốn. Hoa Nham nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía nói, hiện tại lo lắng duy nhất chính là những người xem an toàn, gần vạn người quy mô, một cái sơ sẩy liền có khả năng tử thương một mảng lớn. Lý Đạo Nguyên nhìn thoáng qua nơi xa nhìn trên đài đám người lít nha lít nhít, cũng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thiếu chủ, vòng thứ 3, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi lập tức đi vào ta bên cạnh hai người, không được chạy loạn. Mới vừa rồi cùng Lý Đạo Nguyên tranh phong tương đối trung niên nhân nhìn xem thanh niên trước mắt trầm giọng nói, thấy thanh niên căn bản không có nghe lọt, trung niên nhân khổ cười một tiếng, lại nghiêm túc nói, đây là minh chủ phân phó của đại nhân, ngươi nếu không nghe, đến lúc đó cũng đừng trách ta đánh gãy uy phong của ngươi. Lệ Huyền văn ngôn chừng trung niên nhân một chút, sau đó vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Lệ Huyền bên cạnh một người trung niên nhân khác thấy này cười nói, thiếu chủ, ngươi đừng nóng giận, ta cùng Hạ Đào cũng là suy nghĩ cho ngươi, mà lại minh chủ đại nhân thế nhưng là níu lấy hai chúng ta lỗ tai đã phân phó, nếu như thiếu chủ ngươi thiếu một cọng tóc gáy, đều muốn bắt chúng ta hỏi tội. Lệ Huyền văn ngôn cười đắc ý, sau đó cau mày nói, loại này cấp bậc đan tái mà thôi, ra ra tại sao lại phái các ngươi loại thực lực cường giả đến bảo hộ ta? Không phải là ta được đan tái quán quân, Lý Đạo Nguyên mấy lão giả sẽ truy sát ta hay sao? Hai người trung niên liếc nhìn nhau, Hạ Đào lạnh cười một tiếng nói, làm sao có thể, bọn hắn nếu là dám làm như thế, là buộc dòng binh liên minh cùng luyện đan sư công hội khai chiến. Cụ thể là vì cái gì, minh chủ đại nhân cũng không nói, chỉ là để ta hai người bảo hộ ngươi an toàn. Lệ Huyền văn ngôn hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa, nghĩ đến sắp đến vòng thứ 3 tranh tài, khóe miệng không khỏi lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, nửa canh giờ lặng yên mà qua, theo một tiếng thanh thúy chuông vang âm thanh, 30 tên người dự thi thân ảnh xuất hiện trong hội trường ương. Hội trường trên, lúc đầu thủy tinh đài đã toàn bộ bị lấy xuống, thay đổi 30 tòa hắc thạch chế tạo luyện đan đài, mỗi cái trên bàn đều có một tòa cự đại dược đỉnh. Khi tất cả tuyển thủ dự thi đều tìm đến vị trí của mình về sau, Lý Đạo Nguyên thanh âm cũng tại mỗi người vang lên bên tai, đan tái vòng thứ 3, hiện tại bắt đầu. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 30 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 31 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.